Xin chào quý vị và tất cả các bạn. Xin chào mừng quý vị các bạn đến với webinar ngày hôm nay của chúng tôi. Xin chào mừng các bạn đến với buổi tối hôm nay. Chúng tôi hy vọng là sẽ có một số các bạn sẽ còn xem lại cái webinar này ở trên bản ghi hình nữa. Còn sau đây thì chúng ta sẽ bắt đầu webinar với những thông tin quan trọng hiện nay. Và dù là chúng ta có được nghe thấy những cái điều đấy hay không thì thực tế là những cái công việc của chúng ta, những cái quá trình phát triển của chúng ta vẫn đang diễn ra một cách rất hiệu quả, có rất nhiều cái kế hoạch đang được đưa ra. Hôm nay thì chúng tôi muốn chia sẻ với các bạn một số vấn đề. Thứ nhất là liên quan tới cái câu hỏi này thì đã được đặt ra ở trong một số chat, và hôm nay chúng tôi muốn chia sẻ là hoạt động của công ty và đối tác thì như thế nào, có phải là crowdfunding tức là góp vốn cộng đồng hay không, và nếu mà chi tiết hơn thì nó sẽ là như thế nào. Và thường thì các cái quá trình cấp vốn của chúng ta sẽ nảy ra những cái câu hỏi mà liên quan tới cả về ICO, tức là liên quan tới lĩnh vực blockchain cấp vốn, đề xuất cấp vốn thông qua blockchain ấy, hay là thông qua một hình thức tín dụng P2P, tức là khi mà nhà đầu tư là một cá nhân và bên vay là một pháp nhân, một công ty nào đó. Và trong hoạt động của chúng ta hiện nay thì đối với các đối tác của chúng ta cần phải phân biệt rõ ràng những cái khái niệm. Thực tế là hiện nay chúng ta đang hoạt động theo hình thức là góp vốn cộng đồng crowdfunding, và chúng ta cần phải phân biệt nó, tại vì cái hình thức góp vốn cộng đồng này thì nó sẽ cho chúng ta thấy là cái nền tảng của chúng ta làm nhiệm vụ là một bên trung gian, góp phần là kết nối bên doanh nghiệp cần cấp vốn với nhà đầu tư muốn đầu tư vào, tức là theo cái hình thức nhà đầu tư là cá nhân. Và cái hình thức này thì nó sẽ điển hình cho những startup như của chúng ta hiện nay. Và sau đây thì ông Vladimir Maslov sẽ trình bày giải thích thêm về cái vấn đề đầu tư cộng đồng nó sẽ khác với góp vốn cộng đồng như thế nào. Cái điểm mà dễ nhầm lẫn nhất giữa crowdfunding và crowdinvesting đấy là cái đầu tư cộng đồng ấy, crowdinvesting ấy, thì nó là một cái hình thức kết nối giữa nhà đầu tư được chứng nhận. Còn bên góp vốn cộng đồng crowdfunding là giữa các nhà đầu tư là cá nhân. Khi mà chúng ta ví dụ với cái trường hợp mà ông Vladimir Maslov ở Estonia ấy, ông ấy muốn tham gia vào cái hình thức là muốn tiến hành đầu tư cộng đồng crowd investing ấy, thì ông ấy sẽ cần phải có đăng ký với cơ quan quản lý tài chính, và có đăng ký mở tài khoản riêng, và có những cái quy định nó ràng buộc, tại vì đây là đối với những nhà đầu tư chuyên nghiệp được chứng nhận. Vì thế nó có những cái giới hạn về mặt hành chính, quản lý, giới hạn số tiền, vân vân. Và đấy là cái điểm mà khác biệt rõ rệt nhất để chúng ta phân biệt giữa đầu tư cộng đồng và góp vốn cộng đồng. Ở đây thì chúng tôi muốn chia sẻ thêm về cái vấn đề liên quan đến cụm đô thị tuyến tính. Thì cụm đô thị tuyến tính nó sẽ là một cái hình thức mà giải quyết tổ hợp các nhiệm vụ xuất phát từ kế hoạch kinh doanh mà chúng ta đã lên kế hoạch từ năm 2014. Nó cho phép đảm bảo thực thi các hoạt động đã định bởi kế hoạch đầu tư của dự án. Và cái việc mà rất là thuận lợi của chúng ta ở đây là đây nó sẽ là một cái hướng mà chủ chốt trong cái việc xây dựng liên quan tới bất động sản, của công trình cụm tổ hợp công trình dân cư. Và trong đấy thì cái công nghệ đường dây của chúng ta, các cái tuyến đường theo công nghệ đường dây của chúng ta, nó là một thành phần để kết nối các tổ hợp đó. Và chính vì như vậy nên là khi mà chúng ta phát triển được cái mô hình cụm đô thị tuyến tính này, chính là chúng ta đang mở rộng ra cái thị trường ứng dụng cho công. Như các bạn biết là cái cụm đô thị tuyến tính của chúng ta ấy, là một cái hình thức giải quyết được tổ hợp các nhiệm vụ xuất phát từ kế hoạch kinh doanh. Và cái việc này thì nó sẽ cho phép đảm bảo thực thi các hoạt động đã định ra bởi kế hoạch kinh doanh của chúng ta từ năm 2014 về việc là chứng nhận công nghệ vận tải đường dây UST. Và đây là một cái hướng chủ chốt trong cái việc xây dựng các cụm công trình bất động sản, cụm công trình cư trú dân cư. Nhờ đó mà ở trong các cái cụm đô thị công trình này thì cái tuyến đường của chúng ta ấy sẽ là một cái thành phần để mà kết nối các tổ hợp ở trong cái cụm công trình đó. Vì thế nên là khi mà chúng ta phát triển được cụm đô thị tuyến tính thì chúng ta cũng đồng thời là sẽ mở ra cái thị trường phát triển toàn diện cho cái tuyến đường theo công nghệ đường dây của chúng ta. Và chúng tôi cũng muốn chia sẻ với các bạn rằng là hiện nay thì ông Vladimir Maslov và ông Francisek Sola đang chuẩn bị cho chuyến công tác sắp tới tại Việt Nam. Các ông đang chuẩn bị để nhận visa dài hạn để làm việc tại Việt Nam, và một trong những cái nhiệm vụ sắp tới được đề ra đấy là sẽ chuẩn bị cho các cái dự án công trình liên quan tới đô thị tuyến tính để mà phát triển tại Việt Nam. Và cái này thì nó đang ở trong giai đoạn được xây dựng phát triển thôi, thì
sẽ có cái mục tiêu gần nhất là sẽ xây dựng hoàn thiện cái đề xuất để chỉnh lên ngài Anatoly Nitsky cũng như là tổng công ty tại Minsk, sau đó thì sẽ nhận được quyết định để mà phát triển về cái hướng này của tổng công ty. Và đây sẽ là một trong những cái hướng triển vọng để mà chúng ta tiến tới phổ biến hóa công nghệ vận tải đường dây của chúng ta tại Việt Nam. Trước đây thì tôi cũng có chia sẻ với các bạn ấy là về cái việc mà xây dựng các cái đô thị theo tuyến này thì nó sẽ là một cái mô hình cơ sở cho các siêu đô thị, các đô thị tuyến tính trong thế kỷ 21 này. Và chúng tôi cũng sẽ trình bày thêm với các bạn về cái cụ thể chi tiết trong siêu đô thị thì nó sẽ như thế nào. Các bạn cũng có thể thấy là chúng ta đã làm rất nhiều thứ, nhưng mà làm sao để mà đưa được cụm đô thị tuyến tính này, điều gì cần để mà chuyển nó thành một cái sản phẩm được thương mại hóa, thì ông Kevin Maxwell có bày là có chúng ta cần phải làm cho việc cấp vốn cho hoạt động dự án liên quan tới ba vấn đề chủ chốt nhất. Thứ nhất là để chuẩn bị tài liệu cơ sở kỹ thuật và công nghệ dự án cho những cái mô đun xây dựng các công trình giao thông cho cụm đô thị tuyến tính, đấy là các công nghệ cư trú. Tại làm sao hiện nay thì ở Belarus thì chúng ta đã có cái khu vực thử nghiệm của chúng ta đã có 6 tòa nhà có những cái kết cấu kiến trúc đã được xây dựng. Nhưng mà khi mà chúng ta đến làm việc với một đơn vị khác, ví dụ giả sử là mở công ty tại Việt Nam và làm việc với các đối tác đặt hàng, thì chúng ta cần phải đưa cho họ những cái tài liệu kỹ thuật cơ sở để thuyết phục được họ, để cho họ thấy là cái chúng ta đã chuẩn bị đầy đủ các cái cơ sở dữ liệu, chúng ta chỉ việc xây dựng tiếp mà thôi. Thứ hai là liên quan tới cái việc cũng liên quan đến chuẩn bị tài liệu cơ sở kỹ thuật và công nghệ, thì cái việc này nó ngoài đối với các mô đun xây dựng thì chúng ta còn phải chuẩn bị tài liệu cho việc là áp dụng cái nguồn năng lượng tái tạo hay là các cái sử dụng chất thải, công nghệ sinh học, năng lượng sinh học trong cái dự án của chúng ta. Và cuối cùng là chúng ta cần phải đảm bảo cấp vốn cho việc chuẩn bị để áp dụng gắn lên các cái phương tiện quản lý đô thị thông minh vào cụm đô thị tuyến tính của chúng ta. Đó là những cái công nghệ thông minh, công nghệ smart của tổ hợp vận tải đường dây UST và đồng thời với việc sử dụng nền tảng blockchain. Đó là cái hướng mà của chúng ta liên quan tới cụm đô thị tuyến tính này. Nó là một cái cơ sở vốn hóa cũng như là một cái hướng để kiến tạo thị trường cho mọi loại hình vận tải công nghệ đường dây của chúng ta. Nó là hình mẫu cơ sở cho việc xây dựng các cộng đồng xã hội trong thế kỷ 21 là các siêu đô thị và đô thị tuyến tính. Thì khi mà chúng ta xem xét phân tích so sánh thị trường hiện nay thì chúng ta có thể thấy được có công ty chúng ta có rất nhiều điểm chủ chốt mà tương đồng với một trong những cái công ty hàng đầu ở trên lĩnh vực thiết kế kiến trúc, đấy là công ty SOM. Các bạn có thể tìm thấy đấy là một công ty rất nổi tiếng trong lĩnh vực này. Thì chúng ta và họ đều có những cái điểm chung là thứ nhất, cái định hướng chặt chẽ tới môi trường của chúng ta, rất trân trọng những cái việc liên quan đến như là bảo vệ nguồn nước, có hệ thống thu gom làm sạch và tái sử dụng, hay là năng lượng tái tạo, biến chất thải trở thành một nguồn tài nguyên nguyên liệu thứ hai, cũng như là sản xuất nông nghiệp mà tại địa phương và phát triển giao thông sản xuất theo dạng là không phát thải khí nhà kính, cũng như là tự động hóa nền kinh tế, số hóa và tích hợp thông qua internet các nền tảng công nghệ UST của chúng ta. Thì tất cả những cái điều này, những cái sự tương đồng như vậy, nó sẽ đem lại cho chúng ta cái cơ hội để chúng ta có thể xây dựng nên được những cái mô hình xã hội tương lai của thế kỷ 21. Đấy là những cái khu cư dân, những cái tổ hợp mà tòa nhà đa chức năng mà sau đây thì chúng tôi sẽ trình bày. Trên màn hình là những cái liên quan tới giải thích chi tiết hơn về những cái công nghệ, những cái hệ thống chúng ta sẽ sử dụng ở trong cái đô thị này để đảm bảo về cái vấn đề môi trường. Ví dụ như là vấn đề mà rác thải về nước thải, nước mưa, hay là tính môi trường của các sản phẩm, việc hỗ trợ cộng đồng doanh nghiệp, sản phẩm địa phương. Sau đây thì chúng tôi cũng sẽ trình bày thêm về những cái giải pháp đã được đề xuất cho một kiểu mẫu siêu đô thị và một trong những cái phương án để mà chúng ta xây dựng phát triển được cái mô hình đô thị tuyến tính của chúng ta. Ở trên hình thì vừa nãy các bạn có thể thấy những cái hình mẫu, những cái mô tả về cái siêu đô thị của chúng ta, nó được hình thành từ những cái tổ hợp đô thị đa chức năng. Mỗi tổ hợp đô thị đa chức năng đấy là một cái tập hợp những cái tòa nhà mà ở trong một cái khu vực nhất định, và nó thậm chí là nó có thể có vườn nội khu, các cái khu vực thảm xanh ở bên trong đó. Khi mà tập hợp thành siêu đô thị đó thì ở ngoài cái phạm vi của siêu đô thị này, chúng ta có thể nhìn thấy những cái, như các bạn thấy cái vùng màu vàng ở trên bản đồ hiện nay, là những cái khu vực để sản xuất nông nghiệp, cũng như là
cái vùng xung quanh đấy có cả những cái vùng bảo tồn về thảm xanh, bảo tồn thực vật, những cái khu để duy trì hệ sinh thái hay là bảo vệ nguồn nước. Dọc theo cái hệ thống siêu đô thị này, dọc theo hệ thống những cái tổ hợp tòa nhà đa chức năng như này, thì chúng ta sẽ có thể đặt những cái cụm đô thị tuyến tính của chúng ta, nó dọc theo những cái tuyến đường kết nối các cái khu dân cư với nhau. Ở trên hình này các bạn có thể thấy cái mô tả về cái việc là trong cái cụm tổ hợp đô thị đa chức năng của chúng ta, thì thậm chí chúng ta có thể xây dựng được những cái trang trại theo phương thẳng đứng cũng như là cả trang trại theo phương nằm ngang truyền thống. Cái điều hay ở đây là chúng ta có thể tích hợp được toàn bộ cái hệ thống này vào những cái đô thị hiện có, chứ chúng ta không cần phải ví dụ như là theo cái logic bình thường mọi người hay nghĩ là khi mà chúng ta xây dựng một cái gì đấy mới thì chúng ta phải đi ra khỏi cái thành phố đã có là một cái nơi biệt lập, thì không, trong cái mô hình của chúng ta hoàn toàn có thể tích hợp được nó vào những cái hạ tầng hiện có, và điều đấy thì sẽ mang lại tính linh hoạt rất cao cho cái phương án mà chúng ta đề xuất. Và bên cạnh đó thì chúng ta sẽ có được những cái cụm công trình xanh, những cái đường hầm xanh, những cái công trình mà giúp cho cả hệ thống của chúng ta phát triển theo logic của công nghệ đường dây UST. Và trên màn hình này thì các bạn đang thấy là ông Vladimir Maslov chia sẻ lại cái câu chuyện về cái chặng đường đầu tư của một người bạn của ông. Bắt đầu từ năm 2015 tới nay thì cái người này thì họ mỗi năm họ đầu tư là 1.000 đô, và thậm chí là năm 2021 này thì họ đang đầu tư còn đến nhiều hơn nữa, khoảng 3.000 rồi. Và cái việc này tổng cái số vốn đầu tư từ trước đến nay của họ ấy, thì đã là 7.000 đô, và cứ mỗi năm thì họ sẽ nhận được cái số lượng cổ phần tại RSH tương ứng. Từ năm 2015 là 600.000, tới nay nó cứ giảm dần tới nay thì năm 2021 là ở đâu đấy là đầu tiên là 66.000, và sau đấy theo các cái chương trình khuyến mãi nữa thì nó được lên 84. Và khi mà tổng cộng lại thì trong toàn bộ cái quá trình này ông ý đã làm việc rất là một cách đều đặn ấy, thì sẽ đã thu được cái số lượng cổ phần hơn 1,2 triệu cổ phần bảo đảm. Tức là ở đây thì cái vốn hóa của ông ý đã tăng lên tới 177 lần, hay là chia ra trung bình là khoảng 50% một tháng. Thì ở đâu các bạn có thể nhận được những cái tỷ lệ vốn hóa nó cao đến như vậy, thì các bạn có thể cân nhắc về cái điều này. Và đúng là hiện nay thì tạm thời chúng ta chưa nhận tiền tươi từ cái số cổ phần này, nhưng mà cái điều quan trọng là công việc của chúng ta đang được tiếp tục, cái doanh nghiệp nó đang phát triển và cái vốn hóa nó ngày càng tăng tiến lên, thì đến một lúc nào đấy thôi thì những cái khoản đầu tư nó sẽ đem lại cho chúng ta những cái lợi nhuận đáng suy nghĩ như thế, đáng cân nhắc như vậy. Và cái con số bao nhiêu lần nó gấp lên như vậy thì ngoài cái việc mà chúng ta nhìn vào con số, chúng ta cũng nên nhìn vào đằng sau cái việc mà gia tăng vốn hóa đấy, doanh nghiệp của chúng ta được hỗ trợ bảo đảm bởi cái gì. Thì ở đây chúng ta có thể nhìn thấy khi tới nay thì chúng ta nhìn lại cả cái chặng đường chúng ta đã đi thì như sau. Ví dụ là năm 2015 khi mà chúng ta mới chỉ bắt đầu thì lúc đấy cái tỷ lệ chiết khấu của chúng ta lên tới 600, nó là một tỷ lệ rất cao. Nhưng mà khi đó thì chúng ta chỉ có mỗi công nghệ thôi. Khi đó thì chưa có cái gì là rõ ràng cả. Nhưng mà tới năm 2016, chỉ sau một năm thì chúng ta đã có, các bạn có thể nhìn lại, chúng ta đã có biết bao những thành tựu ngoài cả cái kế hoạch kinh doanh. Ví dụ như là về Unibike hay là về vận tải container thì là những cái điều mà chúng ta đã làm được còn vượt trội cả so với kế hoạch vào những năm 2016 đó. Tới năm 2017, 2018 thì liên tiếp những cái sự lớn mạnh của cái khu vực tại Belarus, khu vực thử nghiệm, chúng ta đã có những cái trang thiết bị mới, thu được những giấy phép. Tới năm 2018, 2019 trở đi thì liên tục là những cái sự cập nhật đổi mới về công nghệ, đảm bảo cho cái vị thế dẫn đầu của chúng ta trên thị trường về công nghệ này. Các bạn có thể thấy là hiện nay thì trong thời gian đấy chúng ta đã có tới phiên bản thứ 5, phiên bản thứ 6 về cái loại hình vận tải, phương tiện vận tải của chúng ta, cũng như là còn riêng đối với cái cấu trúc các cái cấu trúc mà liên quan đến điều khiển tự động trên cái tuyến đường của chúng ta là đã tới phiên bản thứ 7 rồi. Thì liên tục những cái cập nhật như thế nó đem lại cho chúng ta những cái ưu thế rất là lớn trong cái việc mà phát triển công nghệ đường dây, cũng như là trong năm 2021 này thì chúng ta được thấy là những cái dự án thí điểm đã bắt đầu được triển khai rồi,
thậm chí là đang xây dựng, cũng như là cái thị phần của chúng ta. Và đấy là ông còn chưa nói đến cái liên quan đến token của chúng ta, những cái điều mà từ nay đến cuối năm thì nó sẽ càng ngày càng được rõ ràng hơn. Maslow thì ông cũng xin chia sẻ với các bạn cái tư tưởng phong thái mà chính bản thân ông đã được trải nghiệm trong cuộc sống, đã đem lại những cái thành công, những cái hiệu quả trong hoạt động của ông trong suốt những năm qua. Thì đấy là chia sẻ về tư tưởng của ông Gustav Alexei Kapitonovich. Ông là một nhà khoa học rất là tài năng, là một trong những người đặt nền móng cho cái việc là tổ chức lao động theo khoa học tại Liên Xô. Cái khái niệm này thì các bạn cũng có thể thấy đối với những cái việc mà quản lý lao động ở nửa đầu thế kỷ trước, mà người đặt nền móng mà các bạn chắc là cũng đã từng nghe thấy là về Ford và Taylor, là những cái người đặt cơ sở cho cái việc mà nền tư bản về công nghiệp nó phát triển. Thì trong này có rất là nhiều cái bí quyết để mà chúng ta nhắc nhở, nhưng mà ông William Maslow cũng không, các bạn có thể đọc lại, nhưng mà ông William Maslow có chia sẻ là mỗi khi mà gặp một cái vấn đề gì đấy, một cái câu hỏi khó cần phải giải quyết, thì ông đều xem lại cái bảng ghi nhớ này, và ông thường rất hay là lấy ra cho mình được những cái kinh nghiệm bổ ích. Mà các bạn có thể thấy như là hãy luôn luôn tích cực, nhiệt huyết và đề xuất, hay là hãy đặc biệt đúng mức với phụ nữ, và đừng bao giờ mà đánh mất cái tinh thần tỉnh táo trong mọi hoàn cảnh bất lợi, mà ngược lại thì hãy, nếu mà có khó khăn thì hãy dành nhiều năng lượng và bền chí để đạt tới chiến thắng. Tới đây thì chúng tôi xin kết thúc phần trình bày của ông William Maslow. Xin cảm ơn các bạn đã lắng nghe, và sau đây xin chuyển phần trình bày cho ông Francisek Sola và anh Thế. Xin cảm ơn tất cả các bạn.